Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của SMAC Audio. Và ngày hôm nay SMAC Audio hân hạnh được đóng rất nhiều đơn hàng cũng như gửi đến những lá thư yêu cầu của anh em để làm những cái video review chi tiết về những sản phẩm các bác đã mua. Thì trong video ngày hôm nay thì em xin phép được review với một đơn hàng của anh Trần Đồng. Anh có địa chỉ tại Nam Định. Anh có lựa chọn cho mình một dòng sản phẩm, đó là loa BMW 880C hàng bãi đẹp trên 90%, gân zin, màng zin, tất cả được chọn lựa từ những đôi đẹp nhất để lựa chọn cho anh Trần Đồng. Và kèm với đó là một cục đẩy TD Acoustic LA650G, một dòng sản phẩm chạy 24 sò, nguồn đồng có bù áp. Công suất ước chừng của sản phẩm cục đẩy LA650G thì là mỗi một vế sử dụng 650W. Dạ vâng. Và tiếp theo đó là đơn hàng của anh Đỗ Thông. Anh Đỗ Thông có địa chỉ tại Hà Nam. Anh đã lựa chọn cho mình sản phẩm đó là nâng tiếng TD Optic CB600 Pro. Dạ vâng, sản phẩm này thì là một sản phẩm nâng cấp cho giải tần số khi chúng ta tích hợp vào bộ dàn cao kê, khuếch đại tần số âm thanh và cho chất mic, chất nhạc, chất phần bass nó rất là uy lực và bay bổng, và cái lời giọng ca ấy thì rất là sáng. Vâng, em xin phép đấu hai đơn và cùng với nhau để cùng test thử và cùng mời các bác để trải nghiệm cái chất âm của bộ combo này khi kết hợp với nhau. Và cùng với đó thì em xin được gửi đến hai anh cái phần test demo của cái sản phẩm anh mua, thì để coi như là một cái video để bàn giao về các cái sản phẩm này của anh. Dạ vâng, đặc biệt với anh Trần Đồng thì anh Trần Đồng em sẽ làm cái video này thì sẽ dành thời lượng 80% để dành cho anh, để em review về cái đôi loa 880C này khi bàn giao để cho anh, để có anh có sự nhận xét cũng như có một cái thông tin và cái sự đảm bảo chắc chắn về cái sản phẩm mà em định gửi cho anh đó. Vâng, và xin mời anh Trần Đồng và anh Đỗ Thương và cùng với các bác xem âm thanh và các bác xem trên kênh YouTube của SMAC để cùng xem hết video để trải nghiệm bộ dàn cao kê này cũng như trải nghiệm những sản phẩm có trong hai đơn hàng này. Xin mời các bác cùng theo dõi và xem. Và trên màn ảnh nhỏ của các bác đó là dòng sản phẩm cục đẩy TD Optic LA650G, một phiên bản mới nhất mới ra tại tháng 3 năm 2020 và được SMAC Audio gửi đến các bác những video review rất là chi tiết rồi. Và cái sản phẩm này dùng 24 sò Toshiba nhập khẩu và dây nguồn, dây lõi đồng nguyên chất. Đó, thực sự là cái sản phẩm này rất là chất lượng và mỗi một vế của nó chạy 650W có thể đánh được một đôi bass 30 các bác nhé. Cục đẩy này đánh được một đôi bass 30. Rồi, và sản phẩm phía trên đó là nâng tiếng TD Optic CB600 phiên bản mới nhất, mã của nó là Pro và nó là mặt ghi đen rất là đẹp.
nó đồng bộ với chuỗi sản phẩm mà khi các bác sử dụng trong bộ dàn karaoke. Thường thì 80% sẽ là màu đen, thì cái sản phẩm này là sản phẩm tối màu thì nó sẽ có thể sự đồng bộ hơn so các bác có thể lựa chọn. Và các sản phẩm này thì sản phẩm chính hãng của Teleoptik thì luôn có những cái tem, có những cái tem chính hãng để các bác có thể nhận diện thương hiệu tốt hơn. Thì ở hai sản phẩm này thì có những cái tem cũng như là tem chống hàng giả này, tem mã quét QR và tem chứng nhận này. Đó, phía sau cái là tem chứng niêm phong để ghi ngày tháng mua, và bên này là tem lô sản xuất các bác nhé. Rồi, em thực sự là cũng không phải review quá nhiều về các cái sản phẩm này, tại vì các sản phẩm này đã rất là hot rồi, và em dành thời gian rất là nhiều trong hôm nay, là 80% trong hôm nay thì sẽ review về một đôi loa có mã số là BMB 880C, hàng bãi xịn nguyên bản zin chưa dây gân các bác nhé, loa đẹp xuất sắc. Và bây giờ xin mời các bác cùng theo dõi video để em cùng review về sản phẩm này. Vâng, và các bác có thể nhận thấy cái chiếc e căng còn loa vẫn còn đẹp, zin và không bị rỉ một chút nào. Khi thực sự là cái sản phẩm này được sản xuất rất là lâu năm rồi, nhưng chọn lựa được và giữ được những cái đôi đẹp như này thì rất là hiếm. Dạ vâng, xin mời các bác cùng xem video để em bóc hộp ra, để em bóc cái e căng này ra để các bác cùng xem bass, chép cũng như phân tần bên trong. Đó. Đây. Các bác lưu ý là sản phẩm chính hãng ấy, thì cái keo đen này là sẽ là định vị cái màng loa, cái màng e căng cho các bác nhé. Vâng, cái sản phẩm fake ấy, thì nó sẽ đính bằng cái keo lến cho các bác nhé, đính bằng keo lến cho các bác nhé. Vâng, phía hai bên này đó là loa chép đấy các bác nhé, đáp ứng giải tần là đó, đáp ứng công nâng trở kháng là 8 ohm các bác nhé. Đó, những chiếc chép này là lâm châm đơn các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy này, không có một vết thủng hay vết gì cả, rất là đẹp đấy. Rồi, và bây giờ em sẽ tháo loa bass cho các bác. Các bác có thể nhìn thấy e-căng này. Cái e-căng này thì nó không tránh khỏi được các bác nhé, tại vì các bạn nó vận chuyển từ bên kia về ấy, thì họ họ đóng hàng ấy, thì sẽ úp hai e-căng vào nhau này, thì nó chắc chắn nó bị xước sát, một điều rất là tiếc. Tuy rằng tuyển những đôi loa rất là đẹp nhưng mà do vận chuyển là như vậy. Rồi, các bác có thể nhìn thấy là phía sau của mặt căng này thì sẽ được làm những cái keo đen và có cái đai giữ các bác nhé. Ở sản phẩm hàng nhái thì sẽ không có những cái chi tiết như vậy. Đó. Và ở lớp giữa cái màng kim loại này, cái màng e-căng kim loại này với cái tem ấy thì có một cái lớp 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 gọi là lớp mút mỏng để đệm vào cái e-căng này các nhá. Lưu ý rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ giúp các bác có sự nhận định rõ hơn với những sản phẩm trôi nổi trên thị trường hoặc là những sản phẩm không đẹp bằng như này. Và đây là cái màng bát của sản phẩm, thì các bác có thể nhận thấy cái màng bát của loa BMB thì được làm ốp phơ lồi có với những đường gân làm nổi bật đến sản phẩm, gân vẫn còn zin đây các bác. Đây các bác kiểm tra gân zin thì các bác cứ tì vào xung quanh này, tì vào xung quanh nó không có vết dạn chân chim thì là vẫn còn zin nguyên bản đó, nó còn zin nguyên bản và nó sẽ không phải thay đó. Còn đâu là nó dạn chân chim đấy, dạn chân chim nó nứt 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 rồi. Thì các bác lên thay để cho nó có sự ổn định hơn, tại vì cái loa 880C này công suất nó rất là lớn và độ dao động loa rất là cao, khi mà hỏng gân ấy thì nó sẽ gây ra hiện tượng là nó không đồng trục, dao động không đồng trục, dao động không đồng trục ấy thì nó sẽ dao động lệch này, cái côn và cái từ ấy nó sẽ dao động lệch này, thì như thế nó sẽ bị sổ dây hoặc là nó sẽ bị cháy om dây, rất là tiếc. Cái côn zin là rất quan trọng cho các bác nhé, các bác thay thế côn zin của loa BB rồi cái chất âm nó sẽ giảm đi nhiều. Rồi, và bây giờ cái màng này các bác này, màng màng rất là cứng này, màng giấy cứng này, các bác có thể nhận thấy này rất là đẹp và tinh tế. Phía sau là hai cái râu, râu thì
được quét bằng keo mờ các bác nhá. Keo mờ được quét với hai vẽ hai đường râu rất là đẹp vào xung quanh của cái ốp phô loa. Rồi và bây giờ xin mời các bác cùng em để tháo cái loa bass này ra cùng review cái củ bass cũng như cái phân tần các bác nhé. Khi mở thì các bác bấm cái dây này, nó có một cái nút chốt chặn, các bác bấm vào để bỏ cái gá này nó ra. Đó. Rất đơn giản, các bác đừng cố nhá, các bác đừng cố kéo ra khi mà chưa bấm chốt nhá. Như vậy nó sẽ bị hiện tượng đó là lệch cái định vị dâu loa này nhá các bác nhá, hoặc là nó gãy, rất là tiếc. Rồi, và bây giờ các bác có thể nhận thấy là bên trong của củ loa 880 có một cái vòng bass nó rất là to, nó vòng bass rất là to, công suất lớn 400W và trở kháng 8 ohm. Đó các bác, đây cái mặt bích này. Mặt bích là rất là to và đẹp, nó có một cái độ khôn đấy, nhìn nó rất là tinh, rất là khôn này. Đây với các cái đường chấm chấm. Chấm chấm rất là đẹp và nhận diện nó loa xịn nó rất là dễ dàng. Đó, phía trên của mặt bích nó cũng vậy. Nhìn loa hãng thì nó rất là đẹp và chuẩn. Đấy các bác này. Ở phía trong ấy thì là dâu dẫn vào côn và nó sẽ được định vị bằng các cái keo đen đó, để giúp cái độ dao động ổn định hơn. Và bên trong là cái nhện loa được đàm rất là cứng này để giúp cái độ dao động nó được an toàn đó. Thế các bác nhá, các bác lưu ý này, cái keo của nó này, cái keo gân của nó này vẫn còn zin này. Đó, cái keo gân vẫn là zin. Khi các bác thay gân ấy, thì các bác bắt buộc phải rạch cái keo này ra. Rạch keo này ra thì chắc chắn là kiểm tra nhìn phát là biết thay gân hay chưa các bác nhé. Và bên trong là phân tần các bác có thể nhìn thấy là cái phân tần này thì nó cũng đặc thù của nó BMB thì nó cũng khá đơn giản thôi, với hai con chở sứ, hai tụ đó và các cái chở bảo vệ chép. Đó, dây dẫn thì là được làm dây rất là to và dây lõi đồng nguyên chất. Đó, đây là mút tiêu âm nhá. Mút tiêu âm và mút hút bụi. Đó, rất là một đặc trưng của cái loa BMB. Đó. Và các bác có thể nhận thấy này, cái gỗ ép này, gỗ ép nhiều lớp này. Nó thực sự là chất. Cái loa hãng thì kể cả loa full hay là loa treo thì nó có một cái sự khác biệt rất là lớn so với các cái loại loa mà trôi nổi trên thị trường. Nó có những cái đặc điểm mà khi các bác không cần va chạm nhiều với loa thì các bác cũng thể nhận ra đó là hàng chính hãng. Dạ vâng, vừa rồi là phần demo một chút chất nhạc và trước đó là phần review cái đơn hàng cho hai bác. Dạ vâng, thì cảm ơn các bác đã luôn tin tưởng ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của SM Audio. Và đặc biệt cảm ơn hai anh, đó là anh Trần Đồng và anh Đỗ Thương. Trong video lần này em đã làm review cho anh hai sản phẩm này. Cùng với đó là rất nhiều đơn hàng và rất nhiều như là thư yêu cầu. Nhưng mà bên em thực sự là rất xin lỗi các bác, bởi vì cái thời gian có hạn cũng như các cái thời lượng video nó cũng để dành để rất là nhiều các cái video hữu ích khác, như video so sánh này, video review sản phẩm này, video thực tế đi lắp đặt các sản phẩm ấy. Thì thực sự là bọn em rất là nhiều đơn hàng nhưng bọn em không có thời gian để làm hết những video được, thì mong các bác thông cảm. Thì các bác cứ gửi cho em những lá thư yêu cầu ghép đôi bộ này hoặc là review cho anh đôi loa này, hoặc là so sánh cho anh sản phẩm này với sản phẩm kia, thì bọn em sẽ tiếp nhận các cái lá thư yêu cầu của các anh như vậy, thì bọn em sẽ lưu lại và cố gắng làm những cái kịch bản cũng như cái thông để tìm hiểu những cái thông tin sản phẩm chắc chắn nhất, chuẩn nhất và đúng xác thực nhất để gửi đến cho anh em những thông tin để phục vụ cho cái như là thư yêu cầu của anh em. Dạ vâng, vừa rồi đó là phần chia sẻ rất là thật lòng của em. Cảm ơn các bác đã luôn tin tưởng, ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của bên em. Và bây giờ em xin phép được dừng video tại đây để tiếp tục đóng hàng cũng như để lên các cái kịch bản để gửi đến anh em những video mang tính chất giải trí cũng như
các cái thông tin về kỹ thuật của giới audio. Vâng, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đổi trả miễn phí trong vòng 45 ngày, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Hãy ghé thăm ngay S-Make Audio để lựa chọn những sản phẩm hoặc để lại số điện thoại đặt hàng tại phần bình luận phía dưới video này. Số lượng sản phẩm giảm giá và phần quà có hạn nên quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay để nhận được những ưu đãi. Xem chi tiết chương trình tại phần mô tả phía dưới video. Truy cập website smakeaudio.com.vn hoặc liên hệ các kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của các sản phẩm chính hãng S-Make Audio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của S-Make Audio. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.